À, đó là tìm m để hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2mx bình phương cộng 2m cộng m mũ 4 trừ 5 đạt cực tiểu tại x bằng trừ 1. À, thì bước làm của chúng ta hai phần. Phần thứ nhất là tính đạo hàm. Đạo hàm 4 hạ xuống là 4x mũ 3, 2 hạ xuống là trừ 4mx. Chú ý rằng toàn bộ cái đuôi này chỉ là số, nó không có chứa biến, đây là số thôi, nên đạo hàm bằng không. Rồi, bước thứ hai là muốn đạt cực tiểu tại trừ 1, thì đạo hàm tại trừ 1 phải bằng không. Đạt cực tiểu tại trừ 1, đạo hàm tại trừ 1 bằng không. Viết như thế này nghĩa là trong cái y phẩy, chỗ nào có x thì chúng ta thay bằng trừ 1, thay trừ 1 vào trong x. Các em thay trừ 1 vào đây. Trừ 1 mũ 3 là trừ 1, nhân 4 là trừ 4. Thay trừ 1 vào đây, trừ 1 nhân trừ là cộng. Dễ dàng các em nhẩm ra được là m bằng 1. Bây giờ chúng ta cần thử lại. À, ta tiến hành thử lại. Đó, thì ta tính đạo hàm cấp 2. 3 hạ xuống, 3, 4, 12 là 12x bình phương. X đạo hàm bằng 1, 1 nhân 4m là trừ 4m. À, cái này là đạo hàm cấp 2, là lấy đạo hàm cấp 1, đạo hàm một lần nữa. Rồi, bây giờ em sẽ thay thay trừ 1 nhá, không phải thay cái m này nhá. Vì đạo hàm cấp 2 tại x0 của đề cho. Cái này chính là x0 này. À, cái con này con x0 này. Đạo hàm cấp 2 tại x0 là tại trừ 1. Thì chỗ nào có x thì em mới thay. À, chỗ này có x thì em thay bằng âm 1. Còn m em thay bằng cái gì? M em thay bằng số 1. À, mình đã có m rồi mà. Đó, thì thay trừ 1 vào đây, bình phương. Còn m thì thay cái gì? Thì thay số 1 vào đây. Thì em được là 12 trừ 4 là bằng 8. 8 là dương. Đạo hàm cấp 2 mà dương thì đúng nó là cực tiểu. À, mà đúng cực tiểu rồi thì có nghĩa là cái m này là nhận. À, cho nên chúng ta chọn đáp án C, m bằng 1 là hoàn toàn chính xác. Rồi, qua ví dụ này có bạn nào chưa nắm được vấn đề thì các em bật mic và nói đi. Các em phải hỏi nhé, các em thấy lơ mơ chỗ nào thì các em phải hỏi ngay thì để thầy xử lý chỗ đó. Còn nếu không ai hỏi gì thì các em tiếp tục qua cái ví dụ tiếp theo, cũng tự làm trong 2 phút và sau đó comment đáp án. Ví dụ tiếp theo hình như mất thời gian nhiều hơn một chút, thôi cho 3 phút đi. À. Cho bạn Hồng Phúc thầy cấp tài khoản rồi mà cứ tham dự bằng khách là sao nhỉ? Hồng Phúc thầy đã cấp cho tài khoản rồi mà ta. Các em làm ví dụ số 3, tìm m để hàm số y bằng x mũ 3 trên 3 trừ m cộng 1 tất cả thừa số với x bình cộng m bình trừ 3 tất cả thừa số x trừ 1 đạt cực đại tại x bằng trừ 1. Bạn Duy Vũ là người đầu tiên comment đáp án. À, bạn Duy Vũ chọn đáp án là A. Có bạn nào thống nhất với bạn Duy Vũ không thì chúng ta cùng comment. Nếu không thống nhất thì ta comment đáp án của mình.
Rồi có một bạn nữa là thống nhất với lại bạn Vũ, đó là bạn Mỹ Tâm, cũng chọn đáp án là đáp án A. Bây giờ chúng ta cùng tra kết quả với các bạn nhé. Chúng ta có các bước làm mà bây giờ mời anh Vũ bật mic trình bày bước làm của mình xem nào. Duy Vũ có mic không? Dạ em đây thầy. Rồi may quá, rồi em nói cách làm của em nào. Bước 1 em làm gì? Đầu tiên là tìm y phẩy ạ. Rồi đọc kết quả y phẩy coi nào. X bình trừ cho 2 thừa số cho m cộng 1 tất cả X bình x. trừ 2 thừa số 1 cộng 1 tất cả x. Cộng Rồi. cho m bình trừ 3 ạ. Rồi. Bước tiếp theo đạo hàm tại trừ 1 bằng 0 thì em ra được m bằng gì? M0 với M bằng Rồi, thay x bằng trừ 1 vô. À, thay x bằng trừ 1 vô, chúng ta rút gọn ra được m bằng 0 và m bằng trừ 2. Rồi bây giờ em thử lại như thế nào? lại là đầu tiên là em thử M bằng 0 vào trước. Tức Tức là cách em là thử là như nào á, em à sẽ làm đầu tiên là tìm y phải phải ạ. y 2 phẩy Y à. hai phải ạ. Rồi y phẩy phẩy thì y 2 phẩy tại 0 thì ra bằng mấy? À, y 2 phẩy tại trừ 1 thì ra bằng mấy? Với m bằng 0 thì y 2 phẩy tại trừ 1 ra bằng trừ 4 ạ. M bằng 0 thì y 2 phẩy tại trừ 1 ra bằng trừ 4. Vâng. Rồi như vậy nó là cực gì? Cực Rồi là cực đại, như vậy đạt yêu vâng. cầu. Rồi M bằng M bằng trừ 2 thì lúc này là nó y trừ 1 nó sẽ ra bằng 0 ạ. có kết luận được không? Tức là không, không kết luận được. À Mình không kết phải luận. À, thì không kết luận được cái này đối với hàm khác nha, đối với hàm khác á, là phải kiểm tra lại. Nhưng riêng hàm bậc 3 thì chắc chắn là không là cực trị. Nhưng đấy là cái tình huống này chỉ đúng với hàm bậc 3 này. Vì hàm bậc 3 mình biết rồi là nó hoặc là có hoặc là không. Nhưng với hàm khác, nếu đạo hàm cấp 2 bằng 0, chúng ta phải kiểm tra lại bằng phương pháp khác nữa nhé, chưa chắc đâu. Rồi, cảm ơn bạn Vũ. Thì chúng ta vừa nghe bạn Vũ trình bày cái cách tính của các bạn. À, và tới đây được m bằng 0, m bằng trừ 2 thì bạn kiểm tra bằng đạo hàm cấp 2 nè. Ở đây thầy kiểm tra bằng cách dùng cái đạo hàm cấp 1 thôi. Thì với m bằng 0, m bằng 0 thay vào đây này, à, m bằng 0 thay vào đây thì được là x bình trừ 2x, 0 cộng 1 là 1, 1 nhân trừ 2 là trừ 2x. Rồi, 0 ở đây là trừ 3. Em cho nó bằng 0. À, em cho nó bằng 0 thì nó ra hai nghiệm. Thì chúng ta nhớ lại với hàm bậc 3, đạo hàm ra hai nghiệm thì chắc chắn là có cực đại cực tiểu. À, và cụ thể đường đi của anh này là nó lên xuống lên. À, và sắp thứ tự thì trừ 1 trước 3 sau. À, nên là trừ 1 là cực đại. À, đúng như cái cách đạo hàm cấp 2 mà bạn Vũ vừa nói. À, rồi như vậy m bằng 0 là chúng ta nhận. À, với m bằng 2, à, m bằng trừ 2 chúng ta cũng vậy, ta thay vào y phẩy. À, trừ 2 cộng 1 là trừ 1, trừ 1 nhân trừ 2 ta được là 2. Rồi trừ 2 bình phương là 4, 4 trừ 3 là 1. Em cho nó bằng 0 thì lúc này chỉ ra một nghiệm mà thôi. Chúng ta nhớ đối với bậc 3 nhé, đối với hàm số bậc 3, đạo hàm bằng 0 có một nghiệm hoặc vô nghiệm thì nó sẽ luôn đồng biến hoặc nghịch biến. Cụ thể hệ số a dương là nó sẽ chỉ luôn đồng biến, cho nên nó không có cực trị. À, thì cái điều này này nó đúng nhé. À, với lại cả đạo hàm cấp 2 thì đối với anh bậc 3, nhưng anh bậc 4 tổng quát là cẩn thận đấy, là không dễ ăn vậy đâu. Rồi như vậy chúng ta đã vừa xử lý xong cái ví dụ số 3. À, và các ví dụ này cũng khá là nhẹ nhàng. Và như thầy đã nói, thầy nhắc đi nhắc lại. Đó, cái tình huống đạo hàm cấp 2 bằng 0 này thì với bậc 3 là kết luận không có, nhưng với bậc 4 tổng quát thì hãy cẩn thận. Bây giờ các em hãy tự mình làm tiếp cái ví dụ số 4 ha. À, trong vòng 3 phút để thấy vấn đề.